6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 và các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, EVN-NPC đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong các lĩnh vực quản trị, kinh doanh dịch vụ khách hàng, kỹ thuật, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số, truyền thông. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN-NPC đạt 40,58 tỷ kWh, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ và đứng thứ 2 trong toàn EVN. Số vụ sự cố lưới điện 110 kV giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5,8%, giảm 0,46% so với cùng kỳ năm 2021. EVN-NPC cũng đã thực hiện nhiều giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng như thống nhất hồ sơ thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng đấu nối lưới trung áp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ cấp điện. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, tất cả các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt so với quy định của EVN. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 6 năm 2022 đạt 79,11%, vượt 7,71% so với chỉ tiêu EVN giao. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 94,65%. Trong 6 tháng, EVN-NPC đã khởi công 42 dự án 110 kV đạt 66,7% kế hoạch, đóng điện 16 dự án đạt 38,1%. Dù vậy, theo EVN-NPC, vẫn còn một số dự án lưới điện trọng điểm còn chậm tiến độ do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến, cần giải quyết dứt điểm trong 6 tháng cuối năm. Đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số tập đoàn giao, Tổng Công ty đã hoàn thành 10 trên 11 nhiệm vụ, còn một nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đang tiếp tục triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022. Lãnh đạo EVN-NPC cho biết, xác định được những khó khăn, thách thức trong 6 tháng cuối năm là rất lớn, nhất là những bất ổn của tình hình thế giới khiến chi phí đầu vào của sản xuất điện tăng cao. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tổng công ty và các đơn vị sẽ nỗ lực gấp bội, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chúng ta vận hành lưới điện trong cái điều kiện là phục hồi kinh tế sau dịch bệnh COVID. Có những cái khu vực thì chúng ta dự đoán là sẽ tăng trưởng trở lại. Ví dụ như là cái khu vực về kinh doanh dịch vụ chúng ta thấy là so với cùng kỳ là tăng trưởng lên tốc độ là gấp rưỡi. Và có những cái khu vực thì chúng ta củng cố cái lưới điện như là cái khu vực về sản xuất cho các khu công nghiệp để thu hút những cái nhà đầu tư mới thì chúng ta đều làm rất là tốt. Tôi mong muốn là trong kỳ 2, 6 tháng cuối năm 2022 tổng công ty chúng ta sẽ đạt được. Và một lần nữa thì xin mong các đồng chí là chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm vượt qua cái thời điểm khó khăn này để đến cuối năm nay chúng ta vẫn tiếp tục với cái tinh thần là Tổng Công ty miền Bắc là đơn vị luôn luôn vượt qua những cái thời điểm khó khăn, những cái bão giông để chúng ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.